Hôm nay là một ngày mùa hè nắng nhẹ và mình thì ở nhà không có đi đâu. Hôm nay ở nhà một mình và mình rất là có hứng nên là đi tham quan vườn. Những cái bông này, cái cây này đôi khi mình không có để ý, nay nhìn kỹ mới thấy nó thiệt là đẹp. Bình thường thì sáng đi làm tối mới về nên cũng chẳng nhìn ngắm xung quanh là mấy. À quên, còn có mấy con chó nữa nên cũng không phải ở một mình cho lắm. Không biết mình đang nói gì luôn, tụi nó có hiểu không nữa. Đây là con cọp nè, còn đây là con vàng. Này là con boy, nó chảnh dữ lắm. Còn đây là nai, con nai thiền nhất và rất là ham ăn luôn. Còn chó nhà mọi người thì tên gì? Chơi chén chê rồi á, thì mình đi đánh đàn. Mỗi ngày học thêm một xíu, hy vọng sau này mình sẽ đánh thiệt hay. Mình thích nghe nhạc lắm và đánh đàn. Nhất là khi buồn á, đánh một bản nhạc sẽ giúp tâm trạng mình tốt hơn. Mới đó mà tới trưa rồi, đi kiếm cái gì ăn đã. Lục tủ lạnh chỉ còn miếng thịt, củ cà rốt này với mấy trái đậu bắp. Thôi thì có gì nấu đó, đến chiều mình sẽ đi mua đồ ăn khác. Mình rất là dễ ăn luôn, kiểu ăn gì cũng được á. Còn nấu thì cũng nấu đại chứ không có giỏi nấu ăn cho lắm. Mình đã sống ở đây rất lâu rồi và có rất nhiều kỷ niệm. Không bao lâu nữa mình sắp phải từ biệt nơi này. Trong năm nay mình cũng đã nói lời tạm biệt với nhiều người. Tạm biệt công việc cũ, tạm biệt những người đồng nghiệp, tạm biệt những người bạn của mình. Nói ra lời tạm biệt không phải là điều dễ dàng, nhưng mình biết rằng để nói một lời tạm biệt thì trước đó mình đã may mắn gặp được nhau, đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian trong đời. Hãy biết ơn những điều đã qua. Và ai rồi cũng phải bước đi trên con đường của riêng mình, phải không? Bạn mình cũng vừa về, thế là có người ăn cơm chung rồi. Ngủ trưa một giấc mà tới chiều luôn rồi. Giờ mình đi bộ ra Bách Hóa Xanh gần nhà mua đồ ăn để tủ lạnh. Mỗi ngày á mình đều cố gắng đi bộ nhiều hơn cho khỏe người. Mình thích đi ngang cái cây bông giấy này lắm. Nhìn nó đẹp đúng không mọi người? Nếu mà mọi người nhìn ra ngoài thì sẽ thấy có rất là nhiều chim đậu trên cái cây này. Mình nghĩ là sau này á, khi mà có căn nhà của riêng mình á, thì mình sẽ trồng một cây bông to bự như vậy trước nhà để ngày nào cũng ngắm hết trơn. Thôi nghĩ xa quá à. Tại mình người hay nghĩ á, cứ khi tâm trí rảnh rỗi là sẽ nghĩ lung tung à. Mà nhìn cái khung cảnh này á, mình nhớ tới cuốn tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của tác giả người Úc Colin McCullough. Cuốn sách này á, còn có tên gọi khác là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, kể về một câu chuyện tình yêu rất là đau đớn của Maggie và Ralph. Tình yêu của họ vượt lên trên cả sự ngăn cấm của tuổi tác và tôn giáo. Cuốn sách này cậu mình cho mình hồi cấp 3, nên hồi đó mình đọc mình chưa có cảm nhận hết được cái sự buồn bã vô cùng của tác phẩm này. Như trong lời đề tựa,
Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa liệm dần đi. Và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sân ca và họ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có 102, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng Đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Tại sao con người chúng ta biết đó là gai nhọn, là đau thương, nhưng mà vẫn cứ lao vào? Nhanh ghê á, mới đó mà trời chập tối rồi, bây giờ mình phải đi chạy bộ rồi. Cảm ơn một ngày yên bình đã qua, và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye mọi người nhé.